Kênh YouTube của mình, và mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tự do và mình rất thích vẽ tranh và tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu những bức tranh thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video của mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu nha mọi người. Chân voi. Bây giờ thành những bây giờ đâu lúc vô mà chỉ toàn đây quỳ quỳ bảy giờ ba bảy làm đến bảy giờ chứ. Không đến gần đấy hả? Nó tầm 500 ở số thôi. Này, không biết là nên mua hay không. Đang có bán là chuyện đấy. Cái gì? Được, để tên là còn đi về. Đang thử cảm giác mới thì là. Các bạn ơi, chơi thoải mái đi, cho lần trời tí chơi lên quân lắm. Thế tí chơi Liên Quân lắm. Nào như chơi FIFA. Thế thì mày làm bạn mẹ hả? Thích. À dạ. Đầu tư mẹ nghèo FIFA thì mới nghe. Rồi FIFA chán rồi. Phải đầu tư lỗ một lần. Không dám đầu tư nữa. Đầu tư vào game khác. Đây game đầu tư à. Ngoài chơi mẹ búc gỡ cho nó học ra cảnh của ảnh. Không dám. Không phải bảo cái FIFA đi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nhé mọi người. Tạm biệt mọi người. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tự do và mình rất thích vẽ tranh và tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu những bức tranh thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video của mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình nhé.
Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu cho các bạn. Đổ một bò. Về cá. Rồi điên trộm rồi, cút. Cái gì? Rồi đi trộm sành. Như vậy chồng mình nên kết thúc không ạ? Như vậy video của mình đến đây là kết thúc. Chào mọi người.